nằm ở phía bắc thành phố Pleiku, nét mình dưới tán thông xanh và không khí trong lành của thắng cảnh biển hồ quanh năm xanh mát. Trường được chính thức mang tên Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ theo quyết định số 131 QĐ-UB ngày 21 tháng 5 năm 1999. Trên chặng đường hơn 20 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò nhà trường luôn luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, thi đua dạy tốt, học tốt, do đó đã đạt được những thành tích đáng tự hào trong sự nghiệp giáo dục. Nhà trường có được sự quan tâm chỉ đạo sát sao toàn diện của các cấp, nên trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chi bộ trong sạch vững mạnh, công đoàn, chi đoàn, liên đội vững mạnh. Cùng với sự hiếu học của học sinh và sự chăm lo của hội cha mẹ học sinh, nên chất lượng toàn diện của nhà trường không ngừng được nâng cao. Nhà trường được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2016. Hiện nay, trường có 66 đồng chí cán bộ giáo viên, trong đó 45 trên 58 giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Đội ngũ giáo viên có năng lực, nhiệt tình, với 37 trên 58 đồng chí giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, 38 trên 66 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Trường có khu hiệu bộ riêng, hai dãy nhà lớp học 2 tầng với 16 phòng học đạt chuẩn. Trong đó, 13 trên 16 phòng học được trang bị thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin. Phòng tin học với 41 máy tính vừa được trang bị đầu tháng 8 năm 2021. Có phòng học dạy học với bảng tương tác thông minh. Các phòng thiết bị, thư viện và các phòng chức năng được sắp xếp khoa học, có đủ các trang thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu dạy học cũng như các hoạt động của nhà trường. Hệ thống cây xanh có bồn cây bao quanh, được quy hoạch, chăm sóc thường xuyên, góp phần tạo môi trường giáo dục lành mạnh. Cảnh quan sư phạm nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn. Không chỉ chú trọng dạy chữ, nhà trường luôn quan tâm đến việc dạy người, thường xuyên đổi mới nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống, trang bị kỹ năng sống cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp hay trải nghiệm sáng tạo. Tất cả đem đến cho học sinh nhiều sân chơi bổ ích, hấp dẫn với những hình thức phong phú, mới mẻ như đôi bạn cùng tiến, giúp nhau đến trường, chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, kế hoạch nhỏ, một ngày làm chiến sĩ, hay giờ ra chơi trải nghiệm, chung tay bảo vệ môi trường, hay các hoạt động giáo dục, phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại trẻ em. Ngoài ra, nhà trường, công đoàn, chi đoàn, liên đội luôn tích cực tham gia các phong trào, các hội thi do các cấp, các ngành, tổ chức đạt những kết quả đáng khích lệ. Tự hào về ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt. Các thế hệ thầy và trò của nhà trường vẫn không ngừng phấn đấu vượt khó vươn lên, rèn đức, luyện tài, viết tiếp những trang vàng truyền thống của nhà trường, để trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ thực sự là địa chỉ tin cậy của tất cả các bậc phụ huynh và là nơi ươm mầm tài năng, chắp cánh ước mơ cho tất cả các em học sinh.